Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm bị phạt gần 25 tỷ vì quảng cáo bất hợp pháp. Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm bị cơ quan chức năng kết luận quảng cáo sản phẩm phóng đại chức năng, gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Vì vậy, nữ diễn viên Công Đảo Đầu Lâu bị tịch thu các xe và nộp phạt gấp đôi giá trị hợp đồng. Ngày 28 tháng 5, theo Cục Giám sát Thị trường Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông thông qua giám sát đã phát hiện nữ diễn viên Cảnh Điềm bị nghi ngờ vi phạm các quy định liên quan của luật quảng cáo đối với quảng cáo chứng thực các sản phẩm liên quan của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Y tế Quảng Châu. Ngay sau đó, phía Cục Giám sát Thị trường thành phố Quảng Châu lập tức tổ chức lực lượng để xác minh các manh mối liên quan. Cục Giám sát Thị trường quận Thiên Hà, Quảng Châu đã lập hồ sơ để điều tra làm rõ. Qua tìm hiểu được biết, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Y tế Quảng Châu đã chọn Cảnh Điềm làm xác nhận quảng cáo cho thực phẩm, trái cây và rau mà công ty sản xuất và quản lý. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện sản phẩm được quảng bá có tác dụng ngăn hấp thụ đường và chất béo. Tuy nhiên, sau khi điều tra đã chứng minh là những sản phẩm trên vẫn hấp thụ đường như bình thường. Theo luật và quy định của Trung Quốc, các loại thực phẩm này khi chưa được xác định rõ tính chất thì không được phép quảng bá về hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe trên các phương tiện truyền thông. Thế nhưng Cảnh Điềm vẫn kêu gọi mua hàng và đồng ý để nhãn hàng sử dụng hình ảnh của mình trong quảng cáo. Và các xe Cảnh Điềm nhận được cho việc quảng cáo trên là 2.579 triệu nhân dân tệ, gần 9 tỷ. Hành vi đó đã vi phạm các quy định có liên quan của luật quảng cáo. Với việc nhận tuyên truyền sản phẩm phóng đại công hiệu, Cảnh Điềm được xác định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo đó, cô bị tịch thu 2.579 triệu nhân dân tệ, gần 9 tỷ tiền cachet và nhận mức phạt 4.642 triệu nhân dân tệ, hơn 16 tỷ. Như vậy, tổng số tiền phạt và tịch thu là 7.212 triệu nhân dân tệ, gần 25 tỷ. Sau khi thông báo sai phạm của Cảnh Điềm, Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc kiên quyết thực hiện các yêu cầu công việc liên quan để quản lý toàn diện lĩnh vực văn hóa và giải trí, tăng cường giám sát các hoạt động chứng thực quảng cáo người nổi tiếng theo quy định của pháp luật, duy trì có hiệu quả trật tự thị trường và làm rõ bầu không khí của ngành công nghiệp. Theo quy định, người nổi tiếng nhận quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, lừa gạt hay làm tổn hại đến sức khỏe và tính mạng khách hàng sẽ bị phạt hành chính, không được phép nhận quảng cáo mới trong vòng 3 năm liên tiếp. Ngay khi vụ việc trên xảy ra, netizen đã phát hiện nhãn hàng Dior có động thái xóa và ẩn hết các bài viết liên quan đến Cảnh Điềm trên trang chủ của mình. Trước đó, những hình ảnh liên quan đến nữ diễn viên Trung Quốc này vẫn được Dior đăng tải. Cũng theo QQ, Cảnh Điềm là nghệ sĩ đầu tiên trong showbiz Trung Quốc nhận hình phạt từ Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc khi luật quảng cáo được áp dụng với người nổi tiếng. Vụ việc khiến danh tiếng nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi bị phạt, Cảnh Điềm cũng đã lên tiếng xin lỗi vì trong quá trình ký kết không xem kỹ đã gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Sau khi nhận được thông báo liên quan từ bộ phận giám sát thị trường, tôi và đoàn đội đã ngay lập tức tích cực phối hợp với các bộ phận liên quan. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xem xét trong quá trình ký kết hợp đồng và đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng, tin tưởng các sản phẩm liên quan. Trong công việc tương lai, tôi sẽ tiếp tục giữ vững nguyên tắc chịu trách nhiệm cao trước đông đảo người tiêu dùng và tôi sẽ không bao giờ xác nhận bất kỳ sản phẩm nào liên quan như vậy trong tương lai, đồng thời kiên quyết ngăn chặn những sự cố như vậy tái diễn. Luật và quy định về quảng cáo có quy định rõ ràng về hoạt động chứng thực quảng cáo. Người nổi tiếng với tư cách là nhân vật của công chúng nên thực hiện các hoạt động chứng thực quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm xã hội của người làm văn học nghệ thuật và cố gắng tạo ra chất lượng cao, công trình chứng thực quảng cáo xác thực và hợp pháp. Cảnh Điềm sinh năm 1988 được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh. Cô được biết đến qua các bộ phim như Câu chuyện cảnh sát, Công, Đảo Đầu Lâu, Đại chiến Thái Bình Dương, Niềm hãnh diện nhà Đường, Tử chiến Trường Thành, Tư Đằng. Gia nhập làng giải trí từ năm 2006 nhưng đến nay, cái tên Cảnh Điềm vẫn chỉ gắn với những chiêu trò và lùm xùm gay gắt. Mọi khía cạnh từ gia thế, thực lực, quan hệ tình ái của đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh liên tục xuất hiện trên các mặt báo, che lấp đi những thành tựu nghệ thuật ít ỏi của cô. Đến mức khán giả còn gắn cho cô những danh xưng tồi tệ. Đáng nói nhất là thuốc độc phòng vé, vì cứ tham gia phim nào thì phim đó cũng thua lỗ hay bị chỉ trích.